Xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã trở lại với channel của mình là Khánh. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn một số game nhẹ. Tất cả những game nhẹ đây, mình đã có tập hợp sẵn đây rồi. Và những game này là từ 50 MB trở xuống. 50 MB trở xuống rồi. Đây, và cái game đầu tiên mình muốn giới thiệu đó là Slither.io. Cái trò này mình thấy nó cũng đang rất là hot. Hồi lúc trước thấy nhiều người chơi, mình cũng đã chơi và mình kỷ lục của mình là 81.039. Và cái lúc đó mình lại chưa có quay YouTube, mình chỉ mới có chụp hình thôi. Đây, đầu tiên các bạn nhập tên các bạn thích. Và mình ngày xưa mình cũng sử dụng cái tên này, đó là Love PewDiePie. Vì mình rất thần tượng cái ông này ở trên YouTuber, mới làm những cái video khá là hay và hài hước. Vậy đương nhiên mình ổng là idol của mình thì mình phải chọn skin đúng là của ổng. Và đây, đó là ký hiệu của PewDiePie. Luôn đặt những bro lên trước. Bro. Đó, đây là cách điều khiển, đó ha. Các bạn chỉ cần để cho cái đầu của những con khác đụng vào thân của mình là nó sẽ chết. Và đúng ngược lại thì mình đụng vào thân nó mình cũng chết. Đó, dạng như vậy. Not. Và đây mình ăn cái này để mình dài hơn. Phía bên này là top những con hiện tại đang đứng đầu trong cái bảng. Đó, vậy đó. Huh. Này nữa. Oh shit. Ngoài ra có thể bấm nút này để phóng nhanh. Đây. Ví dụ. Oh. Rồi, thì nói là mình khá là ngu. Những cái kỷ lục hồi trước là do kiên trì nên mình mới có thể chơi được như vậy. Oh, what the shit. Rồi đó. Đó, Slither. Khi bạn dài thì bạn có thể sử dụng cái tuyệt chiêu đó là cuộn lại, cuộn những con khác lại. Đây, đó rồi. Cút ra, cái này của bố. Rồi, thằng ngu. Dám ăn sái của mình. Cái con này chính tay mình giết, không? Một lần giết một đống phê. Rồi vào đây, đó, tiếp tục. Ôi, ngon lành. Đi bừa lại giết người. Và đây cách cuộn. Đó, các bạn cứ tạo thành một vòng, thế khi nào thấy đuôi đó cuộn lại là đảm bảo những con trong này chắc chắn là càng ngày càng bị hẹp diện tích, thì thế nào đầu nó cũng phải đụng vào thân của mình, vậy như vậy. Nhưng cũng một số thành phần nguy hiểm bé khoái phóng nhanh là đâm ngay vào đầu của mình lúc cuộn. Và cái lúc mình đang cuộn như vậy thì chết rất là uổng. Các bạn có thể thấy, và cái thằng đó nó có thể giải cứu nguyên một đám. Và trò này thì nó không có tiếng. Và đây là cái map. Bây giờ mình sẽ chạy thử ra ngoài map cho các bạn xem. Phóng nhanh lên. Thấy không? Cái chấm đó là mình. Cái chấm màu trắng đó là mình đang đi. Rồi sắp ra ngoài map rồi. Để mình chỉ luôn cho các bạn là ra ngoài map nó sẽ như thế nào. Đều. Không phải, kết quả không phải là như vậy. Rồi đây. Lấy tạm con bé đi. Đâu coi giết được thằng bự nào lấy chút năng lượng. Ôi rồi. Ngu người. Và nói chung giờ cứ đi thôi. Rồi, ngon. Không biết ăn con này có đủ ra ngoài map không? Kệ đi, cứ phóng. Chắc đủ. Thấy không? Càng ngày nó càng teo lại. Chắc là đủ. Có thể càng ngày lại càng ngắn đi đó. Bởi vì mình đây. Từ lát bé bé mình cho các bạn xem. Sắp ra rồi. Rồi, ngon. Đó. Đây là cái map. Thấy không? Các bạn thấy không?
Và đây mình sẽ giải thích luôn tại sao, đó là lý do mà mình bé đi. Đó là mỗi lần mình chạy nó sẽ thải ra sau đuôi một ít. Và khi đi các bạn ra ngoài map nó sẽ như thế nào. Đấy, đây là kết quả. Rồi. À, đây là game thứ nhất. Game thứ hai mình muốn giới thiệu đó là Stickman Soccer 2014. Còn cái bản 2015 nó khá là nặng nên mình sẽ không cho vào cái phần game nhẹ này. Trò này khá là hay cho những người thích chơi bóng đá. Rồi mình vừa mới tải lại. Đây có rất là nhiều chế độ. Penalty nè. Rồi cứu gì nè. Rồi chơi nè, đấu một giải Brazil nè. Mùa sút nè. Mùa đá dài nè. Cái này mình chưa chơi, cái này cúp Euro, cúp America nè. Cúp đá trong sân đá nè. À, bây giờ mình đá thử cúp Euro ha. Ở đây là các chỉ số của đội. Sợi ạ. Không có đội nào mạnh lắm nhỉ. Đây. Đây là Bồ Đào Nha, Spain. Đội rất là nguy hiểm 100 hết. Rồi cứ thử đi. Đó, đây là đồng phục, đổi đồng phục nè. Đó, mình lấy màu đỏ đi. Đây. Và bên này là di chuyển, đây là sút và đây là chuyền. Đó, con nào có mũi tên trên đầu thì con đó chính là mình. Rồi đây, đó, cách di chuyển khá là dễ. Đúng không? Các bạn cứ hướng mũi tên vào con nào các bạn chuyền cho nó sút vào. Đúng không? Rồi, cái này là tại thằng thủ môn nó ngu. Rồi và chơi đúng theo luật bình thường rồi. Đó. Rồi đúng không? Cướp bóng đơn giản. Rồi, ngu người. Khi các bạn không có bóng trên tay thì các bạn à quên, không có bóng trên chân, trên tay thì nó phạt rồi. Không có bóng trên chân thì các bạn bấm bát để đổi đổi nhân vật đuổi theo. Rồi đây là cách để sút, nó sút chéo người. Rồi. Truyền cho bố đấy à. Ơ thằng ngu. Đổi lại. Yeah. Truyền. Rất là gay cấn. Rồi. Wow, thấy không? Khá là gay cấn đúng không các bạn? Và bây giờ tỷ số đang là 2-0 tỷ số trên này. Và đây là thời gian. Thời gian thì sẽ không chính xác bởi vì do các bạn chỉnh. Thời gian chạy chỉ có mức độ là minh họa. Nhưng mà vẫn sẽ đủ theo thời gian của các bạn chỉnh. Mà thời gian hồi nãy mình theo thời gian nguyên bản là 4 phút. Rồi nó về đến thành rồi. Ôi thủ môn ngon ngon quá. Đó đó đó. Đó, xem bố thể hiện này. Úi rồi, ghê chưa, ghê chưa. Sút vào 3-0. Yeah, nhảy nhảy đi, nhảy đi. Đó, ăn mừng chiến thắng ghê chưa. Rồi, gì đây? Thể hiện. Từ từ. Mình sẽ chơi một cái bài rất là nguy hiểm, đó là sử dụng thủ môn để đi sút. Nào, nhanh lên thủ môn. Rồi nó biết là thủ môn nó ra nó cản quá trời luôn kìa. Trời ơi, thủ môn sút ngu quá. Rồi rồi rồi. Yeah. Nó chụp hụt. Đó đó đó. Sướng đi, thấy chưa? Nhảy trượt. Rồi. Vậy là tỷ số 4-0 rồi. À, do mình chọn cái đội quá là mạnh với lại kỹ thuật cái trò này mình cũng đã chơi từ hồi trước. Nên, có thể là sẽ hơi mạnh của các bạn. Đấy. Các bạn đừng có tưởng trò này dễ nha. Thật ra nó khá là khó. Bởi vì mình đã biết nhiều cái kiểu dạng như là rồi ra sân. Ra ngoài rồi. Giờ phạt góc. Đụng tay thằng thủ môn nên sút. Ngu người. Truyền đi đâu vậy? Yeah, rồi hết giờ rồi. Bây giờ đổi sân, thấy không? Các bạn có thể thấy chơi y như là ngoài đời thực nhưng chỉ có cái là đồ họa thấp với lại người không giống. Đây là người que mà, Stickman. Một mình xông pha vào cung thành luôn. Truyền đi đâu? Rồi 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 ra lại lên phạt góc giờ
Hả? Ngu người. Nó sắp về. Yeah, mình đỡ được rồi. Và đây, mình thử luôn cho các bạn xem nè. Đó, truyền cho thằng này. Và nếu như... Từ đã. Truyền đại cho một thằng nào kẻ địch đi. Đó, lấy đi. Ôi, ngu người. Đấy. Nào, các bạn bấm nút shoot là để trượt chân. Và nếu trượt chân quá 2 lần sẽ bị gọi sút bên anh ti, bởi vì mình gây thương tích cho cái thằng kia. Gạt chân để nó bị ngã mà nó không lấy được bóng. Dạng như thế này. Rồi. Ngu người luôn. Nhưng mà phải thằng nào có bóng thì mình gạt nó mới té. Rồi ghê, sút xa quá. Truyền đi đâu? Rồi, ghê thủ môn giờ ghê vậy. Rồi ngon ngon ngon. Rồi, này, trời ơi. Quá là ngu. Không có truyền. Hết giờ. Rồi đội mình đã thắng, thấy không? Đó, nó ve trong sự sung sướng và thắng 4-0. Rồi các bạn thấy có thể khá là hay. Đó, đó là game Stickman Soccer 2014. Và game mình muốn giới thiệu tiếp theo đó là Top Tank. Đây là game về những chiếc xe tăng. Có rất nhiều loại xe tăng. Và đây, chơi như thế này. Bấm vào đây để canh. Nhả ra, bắn. Đó. Trúng, đúng không? Mấy thằng xe tăng khác nó cũng có thể bắn bạn. Rồi đây. Đó, đây là gấp đôi rồi. Mình đã bắn chuẩn 2 phát. Đúng không? Hụt một người. Canh chuẩn. Mình hút vào nó thì mình cũng chết. Máy bay kìa. Trúng luôn. Rồi. Có thằng xe tăng mới kìa. Đó, đây là tuyệt chiêu. Thấy không? Thằng này phải bắn 2 nhát nó mới chết. Đó. Rồi. Đó. Cái số 3 đó là chiêu đạn 3 tia. Này na ná giống Gunny nhỉ. Chuẩn. Cái này rồi 3 tia luôn. Rồi xe tăng xịn nữa kìa. Ngu người cái 3 tia nãy chả dính gì hết. Rồi. Gần cháy rồi. Ghê quá. Trời ơi. Trực thăng nhây xịt. Rồi hên quá. Rồi chết không? Ủa chưa chết à? Ghê không? 2 viên đạn bắn dính nhau là nó cũng nổ. 3 tia. Chắc chắn là bị trúng rồi. Rồi 2 cái đụng nhau thua. Đây gì đây, chả biết gì hết. Ok đại đi. Đó đó, đây là các kỷ lục. Mở quà rồi. Mình đã có một chiếc xe tăng mới, đó là con ngựa. Và xe tăng này không thể mua mà bạn phải nhận được phần thưởng, mà sau mỗi lần nó sẽ mất đi, nó không lưu. Rồi đây, chiếc này thì nó bắn kiểu khác. Đó, ra tia. Chuẩn luôn.
chuẩn. Học rồi, học rồi. Chuẩn máy bay. Ồ, hên quá. Rồi mình đang có chiêu ba tia, mình không thể giữ hai cái trong một lúc. Ở đây là chiêu bom bự. Ôi, thế lại hụt đấy. Hụt chiếc máy bay rồi. Cái này rất là khó nhắm nha các bạn. Nãy giờ mình bấm bừa mà dúng quá trời đó. Chứ không phải siêu phàm gì đâu. Nói chung ai chơi Winnie giỏi thì cái trò này cũng bình thường. Ồ. Rồi tử. Đó, vậy thôi. Đó, kỷ lục lần này hơn cái trước. Rồi đây và chết là không được dùng. Đó. Rồi và đó là trò thứ hai, à, trò thứ ba mình muốn giới thiệu. Và đây là trò thứ tư mình muốn giới thiệu với các bạn. Trò này là cái gì mình không biết nhưng mình tự mò ra nó khá là hay. Ôi trò này phải chơi dọc. Rồi, các bạn chịu khó nhìn dọc ha. Đây. Đó. Cái trò này, đó mình cứ kéo tay như thế nào là đi theo. Rồi. Dạng này là game 8 bit đó, các bạn có thể thấy cái ánh sáng nó. Nếu nó đụng vô mình có nghĩa là mình sẽ thua và mình phải chạy thật nhanh để không bị nó đuổi. Rồi qua một ván. Ồ, gì vậy? Ồ. Đó. Thuộc thể loại game 8 bit. Cái này cũng khá là nhẹ. Đó. Rồi những cái gai kia mà đụng vô là bị mất máu nha. Đó. Rồi đó thấy không? Thua. Dạng như vậy. Rồi. Đây là quay về. Rồi lên cấp. No. Rồi, bấm vào đây là để chọn các nhân vật nè, đó. Mình đã mua được con này. Cái này là cái gì? Power gì nè. Này mình cũng chả biết, đó. Và đây là game thứ tư mình muốn giới thiệu. Và đây là game thứ năm. Game này cũng chơi thể loại chơi dọc. Oh shit. Xoay màn hình éo được ta. Rồi vậy là không xoay được. Vậy các bạn chịu khó nhìn ngược thêm một chút nữa nha. Đây. À, rồi, cái này mình cũng nhớ. Đó, bấm giữ là để tụt xuống, thả ra là nhảy. Ăn tiền, gỗ nè, đi sụp. Đó, phải tránh mấy cái gai. Nhảy lên cưa, thấy không? Trò này đồ họa 3D khá là hay. Trò chết. Đó. Đây là các nhân vật. Đó, mình chưa mở khóa hết. Ngày xưa mình mở được con thứ hai nhưng mà mình cũng xóa rồi. Vậy không hay chơi lắm. Game này cũng khá là nhẹ. Nói chung tất cả mình game mình tổng hợp được ở đây là chỉ từ 50 mê trở xuống. Rồi, dính xui thiệt. Rồi thằng nhóc nó chạy. Trượt đúng không?
tiền nè, đó ăn tiền, dao ghê quá, cưa. Rồi các bạn có thể thấy, ồ gai kìa, nó cưa xuống là nó cào đất ra rồi ngu người đó. Rồi và đây là 5 game nhẹ mình giới thiệu cho các bạn. Nếu thấy hay thì các bạn hãy ủng hộ mình. Và nếu có một số game nhẹ nào khác thì các bạn hãy ghi comment ở bên dưới để mình biết thêm nha. Rồi xin cảm ơn.